Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Công việc làm đường hiện nay tại Việt Nam được xem là một nghề khá vất vả, bởi đa phần chúng ta vẫn thực hiện theo cách thủ công, máy móc chỉ hỗ trợ một phần rất ít. Tuy nhiên, tại nhiều nơi trên thế giới, công việc này lại khá nhàn hạ nhờ vào những cỗ máy siêu năng thay thế con người làm việc. Đó là chưa kể khả năng rung nhanh gấp chục lần thời gian làm việc của cả một team. Một đoạn đường bình thường thì công mất 3 ngày, thì nay chỉ cần vài tiếng là xong việc. Nếu bạn chưa tin, hãy cùng Thế Giới hôm nay điểm qua 12 cỗ máy làm đường cực khủng trên thế giới mà Việt Nam nên có nhé. Máy làm lề đường. Tại Việt Nam, khi những con đường được sửa chữa hay thi công mới, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người thợ hồ hì hục, vã mồ hôi, đổ những bệ đường theo cách thủ công truyền thống. Trong khi đó, tại một số quốc gia khác, người ta lại lựa chọn cách làm đơn giản hơn, chính là sử dụng cỗ máy Power Cobber 5700B này. Với công suất tối đa, trong một tiếng, cỗ máy có thể trải lề quãng đường lên tới 2 km. Một người thợ cho biết, với chiếc máy này, thay vì trước đây mất 3 tiếng để họ làm một đoạn đường, thì giờ họ chỉ mất 40 phút cho một đoạn tương tự. Bên cạnh đó, hệ thống điều khiển kỹ thuật số được nối mạng đầy đủ, mang đến cho người vận hành những lợi ích bổ sung với màn hình đồ họa tiên tiến. Điều khiển độ dốc tự động khi chuyển đổi từ luồng vào sang luồng ra, giúp lề có thể được trải phẳng hay uốn lượn tùy theo nhu cầu. Thậm chí, hệ thống còn thực hiện tự chẩn đoán, cảm biến tự động tác nếu chúng rời khỏi đường dây được cài đặt lại ban đầu. Máy trải bê tông. Bên cạnh máy trải lề đường, thì thế giới còn có cả máy trải bê tông Gomaco GB4, được thiết kế để lát phần đường rộng tới 12,19m. Tuy nhiên, nó vẫn có thể thay đổi nhiều chiều rộng, nhỏ hơn hoặc dài hơn, tối đa có thể lên đến 20m, giúp công việc trải được có thể làm trong một lần mà không cần chia nhỏ ra từng đoạn. Chưa kể, GP4 còn được thiết kế theo dạng trượt, giúp nó di chuyển dễ dàng cùng hệ thống điều khiển G+, cho phép cỗ máy di chuyển theo đúng lộ trình, chạy êm, tạo ra ít tiếng ồn hơn nhờ khả năng kiểm soát tốc độ quạt làm mát. Dựa trên nhiệt độ đầu vào từ động cơ và dầu thủy lực, điều này cũng giúp tăng hiệu suất làm đường tối đa, cũng như tối ưu trong việc tiết kiệm nhiên liệu. Máy lát nền Nematech 9 Frame. Sau nhiều lần thử nghiệm và phát triển, Nematech đã thành công giới thiệu sản phẩm hỗ trợ lát nền Nematech 9 Frame ra thị trường. Với công nghệ chân không cùng với chiến vòi hút di động, cỗ máy này có thể lấy các viên gạch từ vỉa hè cũ khỏi nền, cũng như đưa hàng gạch mới vào thay thế. Thậm chí, nếu các viên gạch còn tốt, họ cũng có thể tái sử dụng bằng cách cọ xát các viên gạch với nhau, cho đất cát, bụi bẩn rơi khỏi viên gạch. Với các vỉa hè rộng, những người thi công có thể nâng cấp cỗ máy này lên đến 12 vòi hút để tăng hiệu quả công việc. Máy trải nhựa Vogel Super 3002. Tại Việt Nam, chúng ta cũng đang sử dụng các cỗ máy trải nhựa đường để tăng hiệu suất. Thế nhưng bạn có thể thấy, nó không thực sự hiệu quả, khi các công nhân vẫn phải tốn công trát lại những phần dư thừa. Đó là chưa kể độ rộng của máy không quá lớn, đường rộng phải trải nhiều lần. Tuy nhiên, nếu Việt Nam sở hữu cỗ máy Vogel Super 3002, có thể mọi chuyện sẽ khác. Chiếc máy khổng lồ này có khả năng xử lý bất kỳ loại vật liệu xây dựng đường nào, cho dù là sỏi, bê tông hỗn hợp hay nhựa đường. Super 3002 trả mặt đường theo đúng tuyến đường cài sẵn, với độ chính xác về mật độ cao và bề mặt phẳng hoàn hảo. Thậm chí nó còn có một hệ thống dây chuyền cung cấp nhựa đường liên tục để công việc không bị ngắt quãng giữa chừng. Và trong video là đoạn đường rộng đến 15m, nhưng cỗ máy đã trả nhựa vô cùng tuyệt vời và không có phần nhựa thừa quá nhiều khiến công nhân phải dọn lại. Máy làm giải ngăn cách. Thay vì phải đúc từng khối giải ngăn cách và tốn thêm thời gian di chuyển, thì ngày nay chúng ta đã có một cỗ máy siêu năng giúp đúc giải ngăn cách tại chỗ mà cũng không phải tốn công quá nhiều. Các cốt thép sẽ được đưa vào một mặt của khuôn máy, mặt khác là hệ thống dây chuyền liên kết với xe trộn bê tông. Với hệ thống thủy lực, bê tông sẽ được ép thành các trụ giải ngăn cách chắc chắn. Tuyệt vời hơn khi không chỉ có một chiều cao cố định, tùy vào dự án và mục đích, các giải ngăn cách được thực hiện bởi Commander 3 có thể đạt chiều cao lên đến 2m. Xe làm hầm. Chiếc xe này được gọi là Zipper Truck, một chiếc xe hỗ trợ xây dựng đường hầm cực kỳ đỉnh cao. Zipper Truck
được thiết kế một dãy các trục lăng, xếp xếp theo hình bán cầu, chạy dọc theo chiều dài của xe tải. Trong quá trình xây dựng, xe như một khung xương nâng đỡ các viên gạch. Sau khi các khối liên kết đã hoàn thành, nhờ các con lăng, chiếc xe dễ dàng trượt ra khỏi đường. Đây là một giải pháp cực kỳ hữu ích cho việc xây hầm hay dựng những mái vòm và không cần xây dựng khung xương từ trước. Máy lát gạch đường Tiger Stone. Đặt gạch lát nền là công việc gây đau lưng, tốn thời gian, và ít nhất là như vậy nếu bạn làm theo cách thông thường. Nếu bạn thấy cổ máy Nematech 9 Frame đầu video đã đỉnh, thì cổ máy tiếp theo sẽ còn đỉnh hơn. Máy lát đường Tiger Stone là một chiếc máy có chiều rộng đến 6 mét. 1-3 người điều khiển đứng trên bề của Tiger Stone và xếp những viên gạch bằng tay theo kiểu hoàn thiện mong muốn. Sau đó đưa nó vào khe đậy của máy. Từ đó, trọng lực khiến các viên gạch trượt cùng nhau, tạo thành một tấm gạch lớn và nhanh chóng yên vị trên đường. Theo người sáng chế, một chiếc máy có 2 người điều khiển có thể lát ít nhất 300 mét vuông đường mỗi ngày. Trong khi lắp cách thủ công, chỉ có thể trải được 75-100 mét vuông một ngày. Máy làm đường mương. Đào hệ thống mương hay cống rãnh lớn nhỏ, đó giờ ta chỉ thường thấy dùng bằng máy xúc. Nhưng trong thời đại công nghệ, người ta còn có chiếc máy dành riêng cho việc đào rãnh này. Theo đó, một hệ thống gồm nhiều bầu xúc mắc xích với nhau, di chuyển xoay vòng, liên tục xới và xúc đất từ dưới đi lên. Không chỉ hỗ trợ trong việc gia giảm nhân công, với công suất 300 mã lực, tốc độ đào lên tới 360 mét khối trên giờ. Cỗ máy này còn tăng hiệu suất công việc gấp nhiều lần. Các gầu của máy có các ranh có thể thay đổi hoặc hoán đổi cho nhau, giúp kéo dài tuổi thọ của nó rất nhiều. Máy cào đường. Các phần nhựa đường sau khi trải đường sẽ vô cùng cứng cáp. Tuy nhiên, sau thời gian, với nhiều ngoại lực tác động, nhiều tuyến đường nhựa dần trở nên hư hỏng và gồ ghề. Thế nhưng nếu cứ hư và đắp tiếp nhựa mới lên sửa chữa, thì chẳng mái chốc, mặt đường còn cao hơn nhà người dân. Để hạn chế việc đó, nhiều nơi đã sử dụng chiếc máy Texmax 1150SHD với sức mạnh kinh hoàng. Cỗ máy này dễ dàng xới tung lớp nhựa cũ, đào xuống lớp đất một khoảng, giúp mặt đường mới không bị trên hơn so với mặt đường cũ. Máy đào đường nước trong đô thị Next Changer. Nếu bạn sang Nhật Bản, bạn sẽ thấy nơi đây có những đường rãnh thoát nước rất vi diệu. Trên thực tế, những rãnh thoát nước có vai trò rất quan trọng. Nếu không, bạn có thể thấy một thành phố trên cạn, có thể thành thành phố biển bất cứ lúc nào. Next Changer được phát minh nhằm giúp công việc đào rãnh được tối ưu hơn. Chiếc xe được thiết kế để hoạt động với nhiều loại vật liệu, bao gồm cả bê tông và nhựa đường. Phần rãnh được đào có độ sâu tối đa lên tới 8 mét, trong khi chiều rộng tối đa là 30 cm. Không chỉ vậy, xe có hiệu suất cao và có thể vận hành ngay cả những điều kiện khó khăn như địa hình sỏi đá. Các phần đường sẽ được cắt chính xác và sạch sẽ, đảm bảo rằng rãnh hoàn toàn phù hợp với kích thước cần thiết cho dự án. Thậm chí còn có thể sử dụng nó để đặt các đường ống nước hay đường điện. Máy vẽ vạch đường. Máy vẽ vạch đường STIM Counter được áp dụng ở rất nhiều nơi, đặc biệt là những con đường mới và dài. 2 lít sơn và 2 súng phun được thiết kế trong máy. Cỗ máy này có thể vẽ các đường có chiều rộng từ 5-40 cm. Hệ thống điều khiển mở van cho phép áp dụng cho các dạng đường liên tục hoặc ngắt quãng. Vòi xịt dầu có thể được đặt ở bên trái hoặc bên phải của máy. Cài đặt vận hành có thể được sửa đổi theo nhiệm vụ và điều kiện vận hành. Thông thường nó được thực hiện bởi 2 người, nhưng cũng có thể hoạt động trơn tru khi chỉ có một người điều khiển. Máy vá đường Python 5000. Bạn có bao giờ ngán ngẩm khi đi đường mà gặp toàn ổ gà, thậm chí là mấy ổ khủng long trên đường? Nếu đường quá xấu thì có thể đào lên làm lại, nhưng những ổ nhỏ thì đào lên rất phí công. Đó chính là lý do mà những chiếc máy vá đường ra đời. Với thiết kế nhỏ gọn, mức chi phí hợp lý, Python 5000 là một chiếc máy giúp công nhân duy trì tình trạng đường một cách tốt nhất. Toàn bộ chu trình làm việc có thể được hoàn thành chỉ bởi một người, và trung bình một bản vá chỉ mất khoảng 2 phút để tạo. Với độ nén thủy lực, chiếc máy đảm bảo miếng vá sẽ có tuổi thọ lâu dài. Không những thế, cỗ máy này còn có thể làm việc bất cứ ngày đêm, trời mưa hay trời nắng. Bạn nghĩ sao về những cỗ máy vô cùng vi diệu này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!